Xin chào, đây là đội ngũ SWC và các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi chia sẻ về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua. Trong bản tin này, buổi diễn thuyết của đại diện UST Inc. đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Samara. Taspak làm quen với các giải pháp UST. Uribus Garat đã thiết lập giới hạn tốc độ mới. Không để mất thời gian thêm nữa, chúng ta hãy cùng chuyển ngay tới sự kiện đầu tiên. Các đại diện UST Inc. đã tổ chức buổi diễn thuyết online cho sinh viên và giảng viên của Đại học Quốc gia Samara. Các chuyên gia của UST Inc. đã nói về các tổ hợp UST, giải thích sự khác biệt chính của chúng so với các loại phương tiện truyền thống. Họ đã nói về các đặc điểm của việc thiết kế và xây dựng các tổ hợp vận tải hạ tầng UST, các lĩnh vực ứng dụng và ưu thế của công nghệ UST. Công viên Nghiên cứu, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Saria đã chào đón phái đoàn từ Viện Nghiên cứu Đổi mới Taspak Giang Tô của Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc UST Transport Sergei Tarasov đã giới thiệu công nghệ hạ tầng vận tải. Trong buổi thuyết trình, trọng tâm là những phát triển độc đáo của UST Transport, chẳng hạn như vận tải đường dây và hệ thống vận tải tự động. Trung tâm truyền thông UST Inc. thông báo rằng việc chạy thử Unibus được tiến hành theo các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm. Tốc độ đang tăng dần, lên tới 40 km/h với gia số 10 km/h, sau đó 5 km/h. Hiện tại, Garat đã sẵn sàng để vận hành với vận tốc mới. Hiện loại xe này đang được thử nghiệm ở các chế độ khác nhau, Vitaly Lapkovsky, kỹ sư thiết kế trưởng của tổ hợp vận tải cao tốc cho biết. Trên đây là mọi tin tức chính tới nay. Hãy nhớ nhấn like cho bản tin này và để lại các bình luận. Xin hẹn gặp lại!